Diễn biến mới vụ bé gái 13 tuổi ở Cần Thơ được tiêm vaccine Pfizer, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, đã đình chỉ công tác hai cán bộ liên quan vụ bé gái 13 tuổi được tiêm hai mũi vaccine Pfizer. Sáng ngày 14 tháng 9, theo nguồn tin của báo Người Lao Động, Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, đã ra quyết định tạm đình chỉ chức Phó ban chỉ đạo an toàn tiêm chủng vaccine COVID-19 và trưởng tiểu ban công. Tác, điều chuyển, phân bộ vaccine đối với ông NKH, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt, ông H.H bị tạm đình chỉ liên quan vụ bé gái 13 tuổi được tiêm hai mũi vaccine Pfizer mà báo người lao động đã phản ánh. Riêng với vai trò giám đốc trung tâm y tế quận của ông Hát thì sở y tế đang kiểm tra và ra quyết định sau. Bên cạnh đó, trung tâm y tế quận Thuốc Nốt cũng quyết định tạm đình chỉ đối với một nhân viên y tế phường Tân Lộc là dì ruột của bé gái 13 tuổi được tiêm vaccine. Nhân viên y tế này đã tự ý tiêm vaccine cho người chưa đủ 18 tuổi, không xin ý kiến chỉ đạo của quận hay sở y tế. Như đã thông tin, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin về phiếu xác nhận tiêm chủng bé gái 13 tuổi và đăng nội dung ảnh chụp màn hình. Dùng quan hệ sinh tổ trưởng nên được tiêm hết rồi. Được lựa chọn vaccine Pfizer, con chị cũng tiêm hai mũi luôn rồi. Theo lý giải của lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt với báo chí, trường hợp bé gái 13 tuổi là cháu của một cán bộ y tế tham gia chống dịch COVID-19 phường Tân Lộc. Do sợ lây nhiễm nên gia đình đã xin tiêm vaccine, quận sử dụng vaccine Pfizer để tiêm cho trường hợp này vì trong hướng dẫn của nhà sản xuất. Vắc xin Pfizer có phần chỉ dẫn dành cho đối tượng trên 12 tuổi. Tuy nhiên, theo Sở Y tế thành phố Cần Thơ, hiện Bộ Y tế chưa có văn bản hướng dẫn nào cho phép các địa phương tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi, dù có thể có khuyến cáo của nhà sản xuất vắc xin. Sau vụ việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đã yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 quận Thốt Nốt chỉ đạo kiểm tra và kiểm điểm những người vi phạm liên quan.